Phật, Thích Ca Di giáo pháp thuận hình, thiên địa âm dương nhị chi thành, sinh tử tử sanh đồng nhất lý, bố thì võ tướng vọng quang, thấy kim tướng hóa hoàng, bao màu lại đã lấy tiền cho tôn sư dạy việc đó. Tiếp tục đập quay tay ha. Ơi. Chưa.
của chúng tôi xin quý quốc khánh lê thị chỉ trừ mai táng tại mộ kỷ niệm và tiếp tục anh trai đại diện gia đình luôn tặng cho đạo giờ chúng tôi là 50.000 đồng ạ. Xin chân thành cảm ơn của thành hoa tôi thương của đại diện gia đình đó. Oh,
Dù dù may nắng trời hờn chiều chiều chứ tôi hân hạnh được phục vụ quý quan khách trong buổi tang lễ ngày hôm nay ạ. Thank you.
chị lấy đâu vậy? Chị đừng có mặt thôi, dù tôi là 200 cái đầu hả? Ăn 200 người cũng ăn hình luôn. Họ ăn hơn 3 mấy cho mày luôn. Hai lồng tiếng, hai lồng tiếng này. Đây là Hiếu Khè, đây là Hiếu Khè nha bà con. Hiếu Khè, Hiếu Khè. Mày uống nước uống xong rồi hả mày?
vô gì nó đẩy vô cái lỗ thở không, mày quẩy vô mà lỗ thở cho mày coi cái đây mày không hiểu không, nằm xuống đây nghe thổi nào. Trước khi diễn biệt cõi trần theo hồi linh cũ, mày có lời chặn chỗ bà con cô bác đây không mày? Dạ. Trước khi con nhìn về cõi trần để đi theo hồi linh cũ, gia đình bà con cô bác có thương tình, hãy ủng hộ con làm đổ bí đổ xăng tặng về cho quý bà con cô bác chứ lòng hưởng ơi. Con quỷ đem con ơi chết chết xin tiền đổ bí gia đình bà con cô bác ai có thương tình vô ủng hộ 50 lẻ mua sơ phò linh cũ bà con ơi, không cho được không mày? Không. Trời ơi, khán giả mang bấm đồng đông như vậy mà sao không vô ủng hộ? Làm sao mà tôi về chứ? Chắc tôi ở trong phường thì tôi phá rối hoài quá. Tôi bác đại gia vô ủng hộ cho mày. Không có làm chỗ mày. Thay thật đúng rồi. Kìa mẹ. Nghe mẹ anh hang mà coi cho lời nước ra tặng cho mày 20 đồng. Thấy cái lực ổn cho mày. Trời ơi, công nhận đàn bà ở Long Hưng sao mà nó đẹp lạnh lùng như trời. Cho thầy cái kéo lạnh nó mày. Mày hù cái mày chạy vô trong thịnh luôn rồi. Chủ cái hôm kêu diễn đâu rồi. Chắc chết rồi, kiếm cơ sở mới nãy giờ hôm kêu diễn kêu mày. Bà kêu diễn đẹp gái hơn. Nếu một mấy tôi dịnh biệt cõi trần thì bà hãy tặng cho tôi một cái hồn đẹp giống hình như trong nhà cái bà kêu diễn. Khổ quá hả mày. Tiếp tục một bà con đại gia vô ủng hộ cho mày 200 đồng. Thì cơ sở mai tán cho ông Kiều Diễm muốn tặng cho mày 100 đồng rồi mày. Rồi nghe quá mày. Công nhận bà Kiều Diễm mà cũng đẹp, mà cái bà nghe nãy cũng đẹp, mang tóc đồng cũng đẹp luôn. Cho thầy cái hết xéo hình đó mày. Trời gia đình ôi, loài quỷ sứ trước khi nhìn mê coi mày muốn nói gì nữa đi mày. Trời ơi, chút nữa đây chúng sẽ đưa tôi về bệnh ga thế giới mua trầu. Bà con cô bác mà có thư tình là có ủng hộ tranh thủ vô đi thì không còn cơ hội nữa. Không cảnh nữa hả mày? Thế là thì bà con cô bác ai thương tình vô ủng hộ vậy đó. Tại vì là cuối đó bà con ơi. Ê, đâu bị điểm hết, hồi nãy giờ mấy người đẹp với chủ trai Hồng Kiều Diễm. Bà con cô bác vô ủng hộ đủ mua một vé phương trang giường nằm máy lạnh có wifi đó gì dưới cơ mày. Để coi coi. Thế là cơ sở mai tán
Cơ sở 18 giờ hợp kỳ dễ biết cho là gom góp là ủng hộ cho mày tổng cộng là 440 đồng đủ đi chứ mày. Quay gì? 440k. Cự như mày. Ừ đó. Quỷ khóc vậy chứ cự gì? Trời ơi, người ta chết mười mấy hai ba chục trai, còn cái thanh quỷ đẹp trai nhất Long Hưng chết chỉ có 4 sĩ tư. Thằng quỷ sứ còn sao bị ra đó hả? Người đó có lại. Ok. Mày lấy cái đồ rẻ đồng hồ ủ heo quá rồi. Câu heo nhà mày á. Giật tao chết lên. Có mày. Trời ơi. Cái gì ông nội? Trời ơi thế đẹp chứ mày tới giật. Chạy chạy muốn bắn như mày. Lỡ ông nội mày chứ lỡ. Hết chỗ mày trà mày nhúng mày lỡ sao? Mày lỡ khu dưới mày kiếp bà nhà vợ mày dưới. Mày để miếng tán chuồng heo xích xích lên để dưới quýnh cái giặt luôn. Mày cái gì mày? Giặt thành à... Mày đi. Mày chết hoàng đê thôi mày. Chết hoàng đê. Mọi số con có bán uống rồi sang kêu trước vậy thợ quỷ nó bò con ơi kiểu mi muốn gì đó mày? Trước khi vĩnh biệt cõi trần lìa xa nhân thế rồi sao nữa mày? Mày nhìn kỹ kỹ mấy bà bất đập còn vô ủng hộ không? Bà con cô bác nó mày chết xong bà con cô bác vô ủng hộ cho yên tâm lên đường đó mày. Hai chữ ba xử tử đó trả lời chi xé cho mày trả lời ra gì luôn mà kìa. Oh!
Chó tính.